Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video thì hướng đến các bạn sinh viên và các bạn bên lĩnh vực về kỹ thuật, khi mà cái nguồn ngân sách có thể nói là rất là eo hẹp mà cái nhu cầu lại rất là cao, thì cái việc mà lựa chọn cho mình một chiếc máy mà nó phù hợp có thể nói là hết sức là khó khăn. Thực ra thì nếu mà chúng ta có nhiều tiền, được phụ huynh, được có một cái nguồn ngân sách tốt á, thì cái việc lựa chọn cực kỳ dễ dàng, không có gì mà khó. Tuy nhiên là với cái nguồn ngân sách của sinh viên rất là eo hẹp, thì mua những chiếc máy thì mình cần phải có những cái cơ sở, những cái yếu tố để mà mình thấy làm sao cho nó phù hợp nhất. Bây giờ đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc máy thì phải xác định được cái nhu cầu. Nếu mà chúng ta học văn phòng hay là sử dụng lướt web hoặc Excel thì quá đơn giản rồi. Đối với các bạn sinh viên mà học bên lĩnh vực về kỹ thuật như là kỹ sư xây dựng nè, kỹ sư cơ khí nè, hay là kiến trúc sư nè, thì đồ họa rất là nặng. Ngoài cái việc học hành thì chúng ta cũng giải trí, thì chúng ta lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Nhiều khi các bạn cũng chơi game. Cái vấn đề thứ hai là về ngân sách. Thực ra ngân sách là quyết định được cuộc chơi, bởi vì nếu mà mình có tiền thì không cần gì phải bàn cãi nữa rồi. Một cái yếu tố nữa quan trọng nữa là cái khả năng mà nâng cấp. Tại vì mình mua một chiếc máy mà khi mà cái nhu cầu của mình nó nâng cấp lên á, chiếc máy mình không có upgrade được, không có extend được, thì cực kỳ nó khó khăn. Buộc lòng mình phải đổi một chiếc máy khác, tại vì nó đã bị over, nó không có nâng cấp được. Cái này là một cái rất là quan trọng. Một yếu tố quan trọng nữa đó chính là chiếc máy này có Windows bản quyền hay không. Cái này là một cái cũng khá là quan trọng, bởi vì khi một chiếc máy mà có Windows License á, thì nó chạy cũng khá ổn định. Thêm một yếu tố cuối cùng đó chính là mình lựa chọn một cái nơi cho thực sự là có thể nói là uy tín, thông qua bạn bè nè, gia đình, người thân gì đó giới thiệu. Thực ra thì có nhiều tiền chúng ta đi vô những cái trung tâm, hay là chúng ta quyết định chúng ta mua chiếc máy vài chục triệu khá là đơn giản, bởi vì bảo hành cũng cảm thấy rất là yên tâm. Dĩ nhiên là mới cũ đều cũng có khả năng là bị lỗi, tuy nhiên những cái địa chỉ uy tín sẽ làm cho mình một phần đó nó yên tâm hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thực tế hơn nữa, chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái chiếc máy trạm Dell Precision 3510. Thực ra chiếc máy này giá đúng của nó luôn là chỉ có khoảng 12 triệu thôi. Tuy nhiên là mình sẽ bao cho mọi người tất cả những task vụ về đồ họa kỹ thuật nặng trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là AutoCAD, nè, Revit, nè, SketchUp nè. Và trong cái video, trong lúc mà mình cho mọi người trải nghiệm thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm từng phần nữa, để mọi người mới hiểu được mình mua chiếc máy làm sao cho nó phù hợp với một cái ngân sách có thể nói là eo hẹp mà vẫn đáp ứng được cho mình trong một cái thời gian, gọi là mình có một cái dự định mình sẽ thay đổi một chiếc máy mới khi cái nhu cầu của mình càng ngày nó càng tăng thêm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Precision 3510. Chiếc máy này các anh chị và các bạn sinh viên, những người mà làm bên lĩnh vực về kỹ thuật cực kỳ yêu thích. Nói sơ một xíu về các dòng máy trạm, định nghĩa dòng máy trạm cho mọi người hiểu. Dòng máy trạm hay còn gọi là tiếng Anh nó gọi là workstation. Thì những dòng máy trạm mà chúng ta thấy trên thị trường rất là nhiều người xài. Đầu tiên là Dell Precision. Dòng thứ của HP thì chúng ta có HP ZBook. Đối với IBM thì cũng chúng ta có Lenovo V kép. Thì sau này V kép Lenovo ThinkPad không còn xài chữ V kép nữa mà chuyển sang thành Lenovo ThinkPad B. Ví dụ như B50, B52 rồi đó. Thì thực ra là nó được gọi là dòng máy trạm, dịch sang tiếng Việt của mình là những dòng máy dành cho dân kỹ thuật. Do là 2022 thì mình sẽ hướng đến làm thực tế hơn, vì
Vì cái lẽ đó cho nên là mình sẽ hạn chế, mình sẽ cắt ghép video, mình sẽ làm trơn tru một cái video để cho mọi người trải nghiệm nó, cho nó thực tế. Đối với dòng máy này chúng ta thấy là được tráng bằng một hợp kim, cái khung sườn máy là bằng hợp kim magie. Lần trước mình cũng có nói là đối với cái khung sườn máy làm bằng hợp kim magie thì thực ra là những dòng máy này dòng máy cao cấp sản xuất cho thị trường châu Âu, cho nên là được tráng một cái hợp kim magie, nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là ấm áp. Dĩ nhiên lần trước mình có chỉ luôn là cái cách bảo quản sao mà cho nó tốt nhất khi mà về Việt Nam mình là khí hậu nóng ẩm. Nếu mà chúng ta đi mua máy đầu tiên thì đối với dân kỹ thuật nên mua chiếc máy có màn hình 15.6 inch, bởi vì màn hình 15.6 inch thì nó sẽ có cái bàn phím số phía tay phải, rất là thuận tiện cho mình thay đổi một cái layout thiết kế, thay đổi những cái thông số bản vẽ. Màn hình 15.6 inch thì nó sẽ rộng hơn. Nếu mà có điều kiện chúng ta mua một chiếc máy có màn hình Full HD, hơn nữa mua 2K, 3K, cảm ứng hay không thì không cần thiết nha mọi người. Đối với dòng máy này thì rất là bền, Dell Precision. Mình sẽ thực tế, mình sẽ cho mọi người trải nghiệm hiệu năng với phần mềm Cinebench. Trong lúc mà chờ đợi thì cũng hướng dẫn mọi người luôn, mình sẽ kéo sát lại, kéo lại cho mọi người xem, zoom lên thì nó sẽ thực tế hơn khi mà chúng ta coi, muốn tìm hiểu những cái sản phẩm hay những cái mã máy mà mình đang cần tìm á, thì trên mạng nó có rất là nhiều. Lên mạng mình hỏi Google. Trong lúc chờ đợi thì mình cho mọi người xem cấu hình Intel Core i5 với cái dòng này, nó rất là bền nha. Intel Core i5 là 6300HQ với 4 nhân. Chiếc máy này nếu là Core i7 thì nó sẽ có là 8 luồng. Nghĩa là cái CPU này không có siêu phân luồng, nó chỉ 4 nhân thôi, nó không có siêu phân luồng này. Mọi người lưu ý nha, cái card của nó là AMD Radeon R9M360, bao cho mọi người xài tất cả những phần mềm đồ họa nặng trên thị trường hiện nay. Một cái điều đặc biệt nữa mà chúng ta dễ thấy nhất đó chính là RAM. RAM là một cái bộ nhớ tạm, thì RAM tối thiểu phải 8GB xài nó mới mượt được. Cho mọi người trải nghiệm cái hiệu năng để mình sẽ có được cái thông tin FPS, thì mình sẽ suy ra được chiếc máy này hiệu năng nó ra làm sao. Quả này rồi, chúng ta thấy không, với 59.04 FPS, khá là cao. Thì những chiếc máy này chúng ta có thể sử dụng được những cái phần mềm đồ họa như mình đã nói á. Bây giờ cái quan trọng, bây giờ mình sẽ xem cái khả năng nâng cấp. Mình sẽ tháo ra bên trong cho mọi người xem. Đây là bên trong của chiếc Dell Precision 3510. Chiếc máy này được sản xuất đời là đời 6, nhưng mà xuất xưởng có thể là 2016, 2017 và 2018. Cái này thì thực tế thì chúng ta sẽ check từng con máy một. Pin chúng ta thấy là pin là tới 62 Wh nè. Thực ra thì có những chiếc pin nó sẽ dài tới đây luôn. Đây là cái khe để HDD, nếu mà bạn nào có nhu cầu gắn cái ổ cứng thì mình có thể mình gắn vào đây, nhưng mà mình phải mua một cái jack. Đây là M2 SATA hay là MVME, đang có dung lượng 256 rồi. Thực ra thì 256 thì cũng quá nhiều rồi. Biết là kỹ thuật thì cũng rất là cần lưu trữ dữ liệu nhiều. Nếu mà chúng ta cần, chúng ta có thể nâng cái ổ này lên thành 512 là ok rồi. Đối với những dòng máy này thì nó có 2 slot RAM. Đã sử dụng một slot rồi nè, 8GB, thì nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta mua thêm một thanh nữa 8GB thành 16 là chạy rất là ổn. Đây là cái bộ tản nhiệt quạt. Chúng ta thấy là nó khác với những chiếc máy văn phòng, bởi vì những chiếc máy này khi mà chúng ta xài đồ họa, chúng ta render những cái file nặng thì nó rất là nóng, đòi hỏi cái tản nhiệt phải rất là tốt. Lâu lâu chúng ta cũng nên đi tra tản nhiệt để
để làm cho cái máy nó sẽ chạy mượt hơn, mát hơn. Cạc wifi AC, pin CMOS nè, hai bên là những cái cổng kết nối USB HDMI. Mình cho mọi người xem từng phần một. Đây là hai cái loa hai bên. Đeo thì có xu hướng loa nó làm phía bên dưới, HP thì sẽ làm loa bên trên. Đây là những cái cổng kết nối nè. Đây là cái khe SIM. Thì có nhiều bạn là hỏi là cái máy này nhập về nó rồi mình có gắn được SIM không? Nếu mà mình muốn gắn SIM thì mình phải mua thêm cái cáp quang. Lần trước cũng muốn chỉ cho mọi người. Thực ra thì bây giờ internet nó phủ đầy rồi, nhưng mà những bạn mà đi công tác hay là đi về vùng quê á, thì internet nó cũng phủ chưa tới, thì mình phải mua cái cáp quang. Mà cái cáp quang này cũng khá đắt tiền, tầm khoảng 1 triệu đồng, có thể có chỗ và bán vài trăm. Tuy nhiên là mình khuyên mọi người nên mua cái USB 4G. Bây giờ nhà mạng bán rất là rẻ, cái USB nó nhỏ xíu mua 200-300 nghìn mà có thể xài được mấy năm á. Thì nó là cái USB mình cắm bên ngoài mình xài luôn, còn mình không xài nữa mình bỏ vô túi ở đâu đó mình bảo quản cất cho nó cẩn thận đó. Một chiếc máy này với cái ngân sách 12 triệu phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa và gaming có thể nói là rất là tốt, nếu mà ai mà xài kế toán thì cực kỳ hợp lý. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì nhắn xuống dưới mình sẽ hỗ trợ cho. Cảm ơn mọi người. Thực ra thì muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều thông tin, tuy nhiên là cái thời lượng video nó cũng có hạn. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn chuyên sâu có thể gọi vào số điện thoại mình để trên màn hình. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mua một chiếc máy với cái nhu cầu cũng khá là cao. Tuy nhiên là cái nguồn ngân sách có thể nói là thấp nhất của các bạn sinh viên đang có. Bởi vì mình cũng từng là một sinh viên cho nên mình hiểu được những khó khăn mà các bạn sinh viên đang gặp phải. Hơn thế nữa, đối với những cái sản phẩm tại Nhân Laptop Bàn Trọn Đời sẽ cho mọi người trải nghiệm trong 30 ngày với cái nhu cầu. Nếu mà mình thay đổi, nâng cấp lên, mình đổi một chiếc máy khác mà mình không phải mất một khoản phí nào hết. Đó là những cái dịch vụ, những cái after sales service mà tại Nhân Laptop Bàn Trọn Đời đang được rất là nhiều bạn sinh viên, những anh chị mà làm khối văn phòng cực kỳ yêu thích. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời để theo dõi nhiều cái video hơn nữa. Xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.